chào cô chú anh chị mình ha. Em lại tiếp tục cho cô chú anh chị mình giới thiệu với mọi người một cái dòng Dendro hoa siêu thơm nữa. Mà cái dòng này phải nói là đặc biệt cực kỳ luôn, đứng top luôn nha mọi người nha. Phải nói là đứng top 3 trong 3 dòng Dendro hoa nắng cực thơm của chú anh chị. Nó có tên gọi là Banana mọi người nha. Với cái form hoa của chú anh chị mình thấy nè, màu sự pha kết hợp màu vô cùng ấn tượng. Đó, màu trắng pha với lại màu vàng ở ngoài viền ha của chú anh chị mình ha. Nó như kiểu là loang màu á, từ nhạt ra đậm vậy đó của chú anh chị. Và sẽ có cái lưỡi màu vàng đưa ra bên ngoài của chú anh chị mình ha. Và bên trong là cái họng màu hồng cực kỳ là đẹp luôn. Dòng này hoa khỏi nói luôn, hoa thơm mà hương thơm cực kỳ ngọt ha. Còn của chú anh chị mình thấy trên tay em nè, cái chậu này vòi hoa vô cùng dài. Đây là cái câu chứng minh cho cái sự là càng chăm càng khủng và vòi sẽ siêu dài của anh chị mình. Xuyên hoa nữa ha mọi người ha. Mình có thể chơi hoa từ 2 đến 3 tháng, thậm chí là hơn nữa đó mọi người. Đó, với cái dòng banana này thì ngày hôm nay em vừa kiếm cho cô chú anh chị mình được những cái chất cây khủng hơn những cái lô trước luôn, mà bản cây lá cực kỳ đẹp. Đó, lá bản lá bóng mướt ha, cây cực kỳ khỏe nè, cao tầm khoảng là 40 xăng hiện tại của em và đang đi ngọn luôn đó. Với một combo 3 chậu cao đều như thế này đây, thích hợp cho mình ghép chậu thiết kế mọi người ha. Và một combo 3 cây như thế này Hoa Lan Duy Phong sẽ chia sẻ cho mình với mức giá là 185.000. Bên em sẽ bao phí vận chuyển và tặng kèm kích hoa cho mình sưu tầm cái dòng này để mình có một cái hương thơm cho khu vườn của mình ha mọi người ha. Còn chần chừ gì nữa mà không để lại thông tin dưới phần bình luận, bên em sẽ chốt đơn cho mọi người để sở hữu ngay được một combo banana như thế này đây.